Bản tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh, đêm 20 ngày 21 tháng 4 năm 2022. Vùng đồi núi thấp, nhiều mây, đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời rét đậm, có nơi rét hại, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Thành phố Lào Cai nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Sapa nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào nhẹ, gió nhẹ, đêm về sáng trời rét hại, nhiệt độ từ 12 đến 15 độ C, độ ẩm trung bình trên 90%. Khu du lịch Bắc Hà nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời rét đậm, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Sau đây là dự báo thời tiết cho các khu vực trong nước. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ C. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ C. Khu vực Tây Nguyên, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 18 đến 33 độ C. Khu vực Nam Bộ, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ C. Thành phố Hà Nội, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ C.